like và subscribe ngay vì nó miễn phí, free nhá. Đón xem Hùng Cam livestream mỗi ngày tại buya.live/hungcam để nhận vô vàn những phần quà hấp dẫn lẫn những tràng cười mỗi ngày từ lúc 9 giờ sáng đến 12 giờ, 14 giờ tới 17 giờ hàng ngày nha. Anh em nhớ ấn tham gia group cùng Hùng Cam bắn bot để nhận được thật nhiều gift code như hộp súng, trang phục mỗi tháng nha. Và đừng quên đón xem Hùng Cam vào 9 giờ tối hàng ngày trên fanpage Hùng Cam nha. Alo, anh em chuẩn bị vào chưa anh em ơi? Chào mọi người. Chúc mọi người thi tốt. Và những cái sự thể hiện đến từ vị trí của anh Hùng Cam. Em ơi, có thể là không, chúng ta không chiến thắng nhưng mà chúng ta phải gửi đi một thông điệp với em ơi. Sẽ có những cái sự thể hiện trong trận thi đấu. Cố gắng lên nào mọi người. Nếu mà theo anh luôn. Vãi lều. Em thấy rồi đó là ông tú bốn người kia đuổi anh rồi đó. Thôi, nào. Bốn người kia đuổi anh thì em có cơ hội để em chiến thắng còn gì nữa. Mít anh Hùng hơi giật nhở, để tăng lên. Không, em ơi, do không phải nick anh giật đâu mà do mạng anh lag đấy. Anh phải bắn bằng điện thoại rồi. Anh không bắn được máy tính được. Nha mọi người ơi, nha này. Lần đầu thi đấu run quá anh em ạ. Vô chỉ có chạy vòng vòng thôi chứ có bắn đâu ta. Đúng rồi. Cái này chỉ chơi đấm nhau với đếm lựu đạn thôi mà có thể bắn nhau đâu. À, có lẽ là ban tổ chức cũng có một cái sự sắp xếp gọi là cân bằng nhất có thể. Nhưng mà tôi thấy đó là ở phía bên team của Thanh Chín có bình luận viên Hùng Ca mà tôi nghĩ sẽ cái sự tấu hài nhiều hơn là những sự thi đấu trong ngày hôm nay. Trời ơi, cái này là vô lại giải trí cho tâm lý chứ đâu mọi người. Ta có gì tâm lý hả? Thôi thì thôi. Mà bên phía team của đúng rồi, thắng làm vua thua làm lại có gì đâu, đường nào chả được bắn ba ván. Dùng tay không các bạn. Ôi tay không anh em ơi, tay không. Okay. Tay không à? Tay không. Ôi giời ơi. Bôn tủ rồi, tay không rồi. Cái gì anh? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Chưa mà. Chưa mà là sợ thế. Không em. Đúng là như vậy rồi. Chơi à, con game kia rất xin lỗi các câu bạn. Câu được con cá to quá. Kẹo hơi khó. Ê lều. Tôi tưởng là ông cứ gỡ ông quên mang cờ la. Yo. Skyler để có thể đặt keo ra đấy. À rồi vào rồi. Đấy là một trong những cái để xem. Mua mũi mua giáp nhở? Cái loại quả mà xanh non là mũ hay mũ. Để xem rằng là đội nào sẽ ăn được, chúng ta sẽ bước vào ván thi đấu đầu tiên. Dục cái súng này luôn đi. Nào lên. Vâng, chào mừng tất cả các bạn tới với ván thi đấu trời, đầu tiên của Cam 9 và Xanh Non. Và đây, hello. Tháp đồng hồ. Đâu rồi? Hello. Bãi nồi. Bãi nồi. Đó mà. Ui, lao lên. Cái gì đấy? Vị trí của những thành viên của Xanh 9. Một, đâu một rồi. Đây. Kinh đi. Hồng Kinh 1009 này. Này, bố này mọi người, vô. Tốc 3. Đừng mua mũ giáp mà anh em, mua mũ giáp thoải mái đi. Quay trở lại với cái việc mà ấy tính ra có lựu choáng ấy mọi người, được chơi lựu choáng không? Không, quả lựu choáng ra là bên kia choáng hết mọi người bay luôn. Hình như là lựu choáng không? Anh lại chỉ mới khoan luôn, không biết có lỗi không hả? Khó chịu đấy, rất khó chịu đấy. À có lựu choáng kìa. Này người ta chơi lựu choáng. Ô người ta sợ dùng súng. Một cái chiến thuật của anh Hùng Cam thôi. Chứ ngày hôm qua anh Hùng Cam đã tuyên bố bảo là hôm nay sẽ cố gắng là ăn được cái giải ngày hôm nay rồi. Đây, cái đầu rất bóng này. Cái đầu rất lạnh, liệu rằng sẽ có những tình huống cố lên mọi người ơi. Trong ngày hôm nay đến từ vị trí Còn một thôi. Cứu mỏ. Họ đang có những quả bắn ném rất khó. Anh dụ nó đi để cứu. Mà anh Hùng Cam đang di chuyển. Cút đây. Đấm luôn. Ê. Và đây lại là lưu trùng. Được chơi lưu trùng không? Được chơi lưu trùng.
tay không thôi, chỉ còn chơi liều nhá. Nhưng mà hồi nãy tôi bắn nghe. Tay không kìa. Ngay lập tức đó là mạng dành cho ai ạ. Không được bắn kìa. Nhưng hồi nãy anh bị lỗi đó. Mình rút súng đi mất công. Hùng Cam, à Hùng Cam có một mạng rồi. Ở vị trí của Hùng Cam đã tiêu diệt được con át chủ bài. Một lũ choáng ra ném. Cho choáng hết luôn. Có một pha 1v2. Ai trả lũ choáng hả? Ok. Lưu Trung này chỉ cần đồng đội cover tốt cho anh chàng này mà thôi. Ủa gì hả? Chỉ đấm tay hả? Chỉ đấm tay à? Ok. Thấy thấy luôn cả lực. Ok đấm tay nhá. Nó quá rồi. Thôi thôi mình cứ... Nó quá bá rồi. Mình cứ chơi chơi. Mình cứ chơi đúng luật đi. Mình cứ chơi đúng. Gà bạc TV. Như những gì... Ơi đau 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 đau. Á quá lùi cho em rồi. Đấu rồi. Không không đúng. Chơi đó là Gà bạc TV vẫn là người chính ở trong phía team của Xanh Chín. Chúng ta đã hai thằng nó ép em này. Sự thể hiện tốt hơn nữa đến từ những thành viên của Xanh Chín và cả cả Xanh Non. À bây giờ là sự góp. Ôi giời ơi. Ai một cân ba cay thế nhở. Chớ lù ra mất cái nhịp đầu rồi, mất cái nhịp đầu. Uy Mi nào cũng đang nằm xuống. Bây giờ hai thành viên Cô Ngân cũng phải nằm xuống. Bây giờ chỉ còn có một mình Anh Hùng và tôi. Hơi khó những tình huống. Bên kia chưa lù choáng anh em ơi. Và tỷ số là 2-1 rồi. Hồi nãy người ta còn bắn súng được cơ. Cái kèo xanh chín đấy. Cái này nếu mà ra ngoài chúng ta sẽ gọi là một kèo xanh chín 5-1-5-1 đấy. Trời ơi, lùi choáng để cho mà em ra mất nhịp đầu. Nhịp đầu là lao vào mà. Mà nếu vào tôi thì tôi sẽ đưa ra một chiến thuật. Đó là một người đấm yếu. Nếu mà yếu chúng ta sẽ chạy. Một người khác sẽ lao vào. Và cái người yếu sẽ là hợp lý hơn. Mình phải ào vào một lúc ấy. Xanh chín quá là cũng sẽ khá là toàn. Dí một thằng thôi. Đây này, có một thằng này. Cái gì vậy? Lại lưu lơ. Lại lưu kìa. Bên kia đó là anh chàng God of War Lưu Trung. Anh chàng này dựng như thằng này dí thằng này đấm thêm tên thằng nào. 5 điểm hạ gục. Sao bật ra. Đấu này liệu rằng sẽ có cái điểm. À nha. Có con nhỏ này, có con nhỏ nó lao vô nó đòi chơi này không đây. Chúng ta đang nhìn thấy đến từ vị trí của Jerry. Nào. Di chuyển rất lắt léo và có thể là di chuyển gần với những người đồng đội hơn. À một tình huống bị đuổi. Đó là hai người đến từ vị trí của xanh. Nào vào đây. Tôi nhìn thấy đó là Minao bị đấm rất nhiều. Minao chỉ còn một rồi, một 2/3 máu mà thôi, còn Cô Ngân chưa có kill nào mà lại còn cho mình 1/3 máu. Thế này thì lại hơi khó. Anh Hùng cũng cố gắng cúi xuống để có những tạo được những cứu à. Cứu. Ôi, rơi rồi. Địch thu hết liệu của chúng nó. Nên quấn máu đi ạ. Ta cần phải có những tình huống quấn máu. Ảo thật đây. Làm phải một mình gồng gánh cả đội hình. Và tiền số là 2 đều rất hay. Mọi người nên mua nấm mà ngài. Nên mua một ít nấm. Mua nấm đi anh em. Từ đấy giờ tôi anh vẫn mua nấm mà. Mua nấm để lỡ đâu mà ấy. Còn có cái hồi, ví dụ mình chạy nó hồi lại. Tôi nhìn thấy đặc biệt đó là đến từ vị trí của Minao. Anh chàng này có những tình huống rất thấp máu. Đây. Đi chung. Để nâng cái tổng số điểm của team mình lên. Và chúng ta đang có đứng ngay thôi, mình đứng ở tầm cao mà mình đứng ngay đây đấy. Nó lên này, nó lên này. Ở tay ngay từ trên. Trời ơi, nó nữa kìa. Cái gì đấy? Căng thẳng từ những cái giây phút đầu như này. Tôi đang hy vọng rất nhiều. Chả nhìn thấy cái gì. Vừa rồi. Ủa nhắc nhở kiểu gì mà. Cái chơi này làm sao mà chết. Có mai chứ chị mọi người. Vâng, tổ chức đã kêu là không được chơi rồi mà cứ ao. Ô hay đây. Nào mau vào đây. Ôi bị đấm vào đầu rồi. Đa phần là lao vào đấm rồi. Tôi thấy đấm đi. Chung là ra vào là tả xung hữu cầu. Trời ơi. Thì cuối cùng vẫn là không đi thôi. Còn 1-1 anh ơi. Chỉ có 1 đấm không nổi. Và đấm tốt. À đấm nóc vị trí. Nó cứu lại rồi. Cứu kìa. Em cứu kìa. Mỗi bên nóc hai người. Cứu đi anh. Không sợ đâu, 3 thằng ở đây rồi. Ok nhá. Ok luôn. Ôi dồi ôi. Lưu Trung cũng đã cứu đồng đội của mình. Hay quá anh em ơi. Đấm điện đứng này anh em ạ. Xe. May quá không chơi súng, chơi súng không phải nghề của anh. Tưởng là chơi súng thì mình chết chứ còn không chơi súng thì cũng được. Mừng cho những thành viên của team Xanh Chín. Bây giờ họ chỉ còn cách cái chiến thắng một ra một trận thi đấu nữa thôi. Nãy giờ 5 ra của chưa đấm được thằng nào cả. Nhưng mà nãy giờ đội xanh chơi mà cứ ném lựu choáng ra bị mất nhịp đầu ấy, khó chịu quá rồi. Cái nhịp đầu nhịp lao vào nó cứ ném lựu choáng. Và tỷ số 3-2 rồi. Hai đội tuyển đang có một màn cò cưa.
khá là lâu đấy ạ. Vâng, chúng ta thi đấu chỉ có 7 round. Có mỗi trận là bốc thăm một lần đấy. Anh chả biết được. Tùy ban tổ chức thôi chứ. Khá là dài. Nào nào, như nào, như nào, như nào, như nào. Một em, một em. Nào, như nào. Trời mi. Có em nó đấm nó xấu đít rồi. Ui. Đường quyền của mình khá tốt. Đặc biệt là cả ơi ôi máu chiến lao thẳng vào đội hình đối phương, ngắt một quả đấm thẳng mặt đến từ vị trí của Mỹ Đào. Ôi đem thế nhờ. Bên phía đội hình của Xanh Chín đi luôn cả bốn người, quá nhanh và quá nguy hiểm. Chung kết, chung kết, chung kết thế giới. Trận thi đấu của chúng ta đang bắt đầu, nó phải gọi là căng cực căng rồi các bạn ạ. Bởi vì tại sao chúng ta đang nhìn thấy đó là một cái tỷ số đó là 3 đều. Đầu tiên giành chiến thắng đây, các bạn đều có thể nhìn thấy ở phía hai bên. Ảo thật đây, lên nào anh em ơi, lên nào. Có những sự cover kịp thời và đặc biệt hơn cả là họ có những cái tâm lý cực kỳ tốt. Và giờ chúng ta đang có thể nhìn thấy đó là với 3 điểm mỗi bên, thì bây giờ bước tới cái trận round thi đấu cuối cùng để rồi, biết xem ai sẽ là người giành chiến thắng ở trong trận thi đấu thứ nhất. Phía bên này Minao đã có cho mình tới tận là 7 điểm, còn phía bên kia cao nhất đó là God of War. Đâu rồi anh nhỉ? Ủa rồi, ra đây nè, thắng đây nè. Đây là Lưu Trung. Rồi, nhìn thấy nhau rồi, nhìn thấy nhau là tập say cả đời rồi, lao vào nhau như gì đấy. Ôi xếp hàng à? Xếp hàng. Rồi. Hai ông đó là nó chơi kìa. Cam và Cao Vàng lôi súng. Mở bát rồi. Để khịa lại bên phía đầu bên kia. Vâng, mà không bên này không cắm cờ lại để khẳng định vị thế của mình. Ôi vỡ đầu. Để tìm ra được đây. Tìm ra cách đánh trong. Lao vào đấm rồi. Thôi, toàn không sao, Mi nào làm được, cố gắng làm được. Mi nào cố gắng. Mi nào lôi súng ra em ơi. Minao cứ lôi súng ra em ơi. Trong khi đó thì Minao cũng cực kỳ yếu máu, 10 máu thì không thể nào đỡ nổi kèo này. Ép cho bên đó chết bò hết đi Minao. Đầu này thì hơi to rồi, đấm không lệch phát nào đâu. Rồi ôi. Thế này là một cái trận thi đấu, đó là một trận thi đấu đuổi bắt, không phải là một trận thi đấu đấm nhau nữa rồi. Chúng ta đang có thể nhìn thấy đến từ vị trí của Minao bị 4 người đuổi. Thế này thì thoát làm sao được mà còn cho quả lưu đạn vào giữa đấy mà cho quả lưu đạn vào giữa. Rất khó khăn. Đây này Lưu Trung đang nhảy nữa để cho có. Ôi, để một cô gái chịu. Của mình Minao có chỗ đích vận động bạn rất nguy hiểm. Làm lại. Bây giờ thì chắc chắn là 4-3 rồi. Xin chúc mừng các thành viên đến từ đội Xanh Non đã giành chiến thắng một trong những trận thi đấu. Đến kia chơi phạm luật nhá. Vâng, và các bạn có thể nhìn thấy streamer mới, những youtuber mới của nền tảng trời ơi, buồn cười vãi lều. Họ vẫn thể hiện được cái sức trẻ và họ đang cố gắng thể hiện hết những cái khả năng của mình trong những cái round thi đấu như vừa rồi. Và trận thi đấu vừa rồi đã có một cái chiến thắng dành cho đội tuyển đó là Xanh Non. Tôi đang rất trông chờ vào đội tuyển đó là Xanh Chín trong cái round thi đấu tiếp theo sẽ có sự thể hiện đặc biệt là những cái bàn thứ hai này có bốc palm không trời? Gọi là tình huống cover kịp thời. Anh nghĩ là đấu bạn với điểm số dẫn trước cái trận thi đấu thứ hai tiếp theo. Đấu đấm nữa hay sao? Vâng, là mi. Vị trí của Mina một trong những tuyển thủ chuyên nghiệp thì vào trong kèo tiếp này chàng này cũng phát huy được khả năng thi đấu của mình rất tốt. Chưa thì báo gì? Thì với cái chiến thuật bên phía đội hình của Xanh Chín thì khả năng là phối hợp chưa được ăn ý. Tại vì với cái việc đấm tay như thế này thì cover của đồng đội là một trận kia rồi. Khá là quan trọng. Ra đổi khi năng mà đối phương yếu máu rồi thì thêm có khi nào tên kia bồi vào. Có một người chưa tải map. Khả năng cao sẽ nốc người. Nổi. Việc mà nốc người rồi để kiếm lại rất khó. Vì thế thì tôi nghĩ rằng là anh em cổ vũ cho ông Cam đi, cổ vũ cho ông Cam đi nào. Cần đưa ra những chiến thuật hợp lý. Hoặc là chúng ta có thể là đấm nốc sau chúng ta sẽ quay kèo luôn. Cảm dò đối phương một cách nhanh nhất có thể. Thay vì những tình huống là truy đuổi quá nhiều và nên đánh theo chiến thuật đó là rồi mù. Đấy các bạn, chúng là thấy đâu là các bạn lao vào là ảo thật đi. Đấm luôn. Bốn người đấm một không trộn. Vậy vãi cả chiến thuật rồi mù ạ. Bởi vì nhiều khi nó là xui, nó một phát vào đầu là chúng ta sẽ nằm luôn. Vâng, đúng là như vậy rồi. Ở trong những cái tình huống cuối cùng, những tình huống cuối cùng tôi thấy là Minao ấy đừng dừng tự dùng súng mới sợ, không dùng súng không cam cân được anh em. Dùng không dùng súng là tôi cân được. Tóc nhiều lắm, tôi thường hay xem. Thế là
cũng hơi tâm lý là đến từ vị trí của mình nào là cũng là dễ hiểu, bởi vì chúng ta đối mặt với 4 người mà họ còn cho mình là đầy máu. Thứ hai là chơi cái gì? Không thể thắng được trong những thi đấu quyết định vừa rồi. Tôi đang rất trông chờ vào trận thi đấu thứ hai lần này, họ sẽ có những cái sự thể hiện nổi bật hơn cả. Và các bạn cũng đừng quên là khi các bạn xem ở trên kênh Uya Việt Nam, các bạn sẽ nhận được chơi ba bàn đấm hay sao ấy, hộp súng và cả trang phục nữa. Đấm tiếp này. Rồi nãy tôi cũng có lướt qua thì cũng đã thấy có rất nhiều bạn đã nhận được rất nhiều kim cương rồi. Thế nên là các bạn đừng quên ủng hộ cho kênh Uya Việt Nam một follow để có thể là ai lấy đấm không, anh lấy mua trong quả này, ai lấy đấm không? Vâng. Mua cho một quả, mua cho một quả nấm đây. Bước vào ván thi đấu tiếp theo. Em có nấm rồi. Và xanh non này. Nèo lên. Và chúng ta lại tới với khu vực map đảo. Này, chúng nó sử dụng mấy cái hành động đấy để chúng nó đợi sang làm phân tâm anh em mình á. Cứ lao vào là đấm thôi. Đúng rồi. Ây da. Trời mẹ. Map đảo sa mạc này thì anh Hùng có, tôi nghĩ là hơi nóng rồi. Mặc với cái bộ đồ này thì lại có lẽ là còn hơi nóng. Cao bà cố lên. Và chúng ta đang có thể nhìn thấy đó là đến từ vị trí của Jerry và Mi đã có những điểm hạ gục đầu tiên rồi. Anh không hiểu cái tính đam của đấm này như nào luôn ấy. Thế xuống một phát vào đầu Jerry phía bên kia cũng đã phải ôm bụng rồi. Và đó là điểm chiến thắng đầu tiên cho đấm ở dưới người là 75 máu, đập trên đầu là chết. Vâng, và một trong những pha thi đấu ở round đầu tiên quá nhanh, quá nguy hiểm dành cho các thành viên của Xanh Non. Nói là non thôi nhưng mà tầm này là khả năng là giống như kiểu quả xoài non. Nhưng mà cái này thì chờ Rono không cần thiết nhỉ? Ừ, đúng rồi đó. Đôi khi có những người mà chờ Rono không cần. Alok, cái này phải Alok. Cái này phải Alok. Đôi khi là đôi này Alok cũng không. Alok, cái này là mình phải Alok. Đang cho thấy khả năng thi đấu tốt của mình, đặc biệt là biết thế. Lưu Trung này là một trong những người chơi di chuyển cực kỳ lắt léo với những cái bộ môn như kiểu lăng ba vi bộ và sau đó. Ôi. Đấm phát vào đầu luôn ạ. Quỷ thì cơ. Sao chúng nó đấm kinh ấy nhở? À, chúng ta đang có thể nhìn quần thấy quần què gì đấy. Tụi nó đấm thì mà cất xanh non. Đây là cô nàng Tuyền Sủ, áo thuật, một trong những cô gái ngồi xuống đấm, đừng có đứng dậy đấm tham gia vào trận thi đấu ngày hôm nay. Đứng dậy đấm. À, đang có điểm số lớn nhất ở trên bản đồ hiện giờ, đó là 2 điểm. Hồi máu vãi trời ơi. Chỉ còn một mình Min nào. Ôi rồi ôi, thế này thì làm sao mà có thể giành chiến thắng được đây? Chắc điểm số tiếp theo dành cho đội tuyển đó là Ván và có một ván nữa, tí anh em mình quay ra đổi hết Alok nhá. Tí mình quay ra đổi hết Alok. Rồi ok, map thì nó còn đang còn khá là rộng mà bạn nào có lẽ là sẽ có một cái chiến thuật cho anh có phải phát lòng tin đấy nhỉ? Vị trí của Minao. Hả? Bây giờ tôi nghĩ là có rồi. Chặn cả trước cả sau thế này để có thể hồi Minao cố lên, Minao cố lên. Nên chặn keo để có thể hồi máu và cũng để cho con tỉnh quát để. Nó xếp hàng cái gì? Đấm thân 4 hạng kìa. Và chiến thuật rất cao. Hay. Trong khi đó đội bạn để cho một mình cô gái Tuyền Xu đuổi. Có quá, có quá. Còn bốn anh chàng kia chỉ đứng đợi. Đội bạn đứng đợi không thèm lao vào đấm luôn ạ. Vâng, để xem Minao. Hay. Vâng, ăn một phát đến vị trí của Tuyền Xu. Và Minao đi luôn. Nằm vật đây khả năng làm màu hồng không hợp rồi. Dai mà, dai còn đây. Như là bên phía bên kia là Hùng Cam cùng với Gao Bạc. Và Minao đang mặc cho mình combo đó là màu hồng các bạn ạ. Các bạn có thể nhìn thấy một trong những cái kịch bản nó lại được diễn ra lại một lần nữa đối với Minao. Ôi trời ơi. Cái ván thi đấu quyết định ở trong cái trận thi đấu thứ nhất. Các bạn có thể nhìn thấy là tình huống 4 người đứng đợi. Cố lên anh em, cố lên. Cuối cùng là có những cái sự quyết định về điểm số trong cái trận thi đấu thứ hai vừa qua. Chúng ta sẽ cùng nhau tới với round thi đấu thứ 3 để biết xem chung đi chung anh em ơi, đi chung. Đâu còn gái đâu, cũng cần có cái sự một. Vì là tôi thấy liên tục có những sự nằm xuống tới cả 3 người chơi và chỉ còn lại là đó là Minao mà thôi. Hơi khó rồi. Có cắm cờ ở đây và hai sẽ có một sự điểm số đầu tiên nào đến trang này. Gào bạc. Hai. Anh em ơi, thắng rồi. Tỷ số 1-2, vâng knock 2 người rồi. Vào vị trí Jerry. Tuyền Xu đã phải nằm xuống. Thôi, rồi. Số là phải ngồi xuống đấm quá. Ngồi xuống đi. Anh nghĩ là phải ngồi đi. Nhầm lẫn nào không mà mang đứng dậy. Alvaro à, cứ ngồi nó đấm. Cái kỹ năng của nó là có tác dụng cho là ném lựu thôi. Nhưng mà mang Alvaro vào đây thì sẽ là một trong những cái điều khá thiệt. Vâng, với combo khá chuẩn rồi nhưng mà Alvaro thì là hơi sai. Các bạn một đâu cái rồi? Kỹ năng thôi là sẽ là một cái thiệt thòi khá lớn rồi. Cơ bản là không biết là chơi trò gì nên là mình không chỉnh được kỹ năng ấy. Chứ không là mình Capella với cả Alok vào là chúng nó chết ngay. Có lẽ là tôi nghĩ là đây là một cái sự gọi là chiến thuật đánh vào đầu. Hay là mình Skyler cũng được. Skyler cũng được. Skyler là con kia quá xong rồi tăng máu nó cũng nhanh hơn á.
Hùng Cam mang về kỹ năng này thì phía bên kia bảo ơ thế có không biết là có phải là ông này đấm chấp hay không mà sao lại cầm cái kỹ năng này nhỉ? Đấm đó là sẽ là một đòn tâm đấm ăn, đấm ăn hơn anh em ơi, đấm ăn hơn. Và tôi đang nhìn trời ơi, trời ơi. Đột diễn ra. Đây sẽ là cái đoạn này nó dốc quá. Đầu tiên mình phải ngồi của lưu chúng rồi cơ. Vì nào đã phải nằm xuống. Vì nào là người có những sự thể hiện rất tốt. Vùng kinh cũng đã phải nằm xuống rồi. Vậy là tiếp theo sẽ là Gao Bạc TV. Rất nhanh chóng những tình huống vừa rồi. Toang rồi. Một kèo khá là căng rồi các bạn ơi. Kèo thi đấu của hai đội hình tôi gọi luôn là xoài chín và xoài non thì các bạn. Các bạn có thể thấy rằng là đội hình xoài chín đang bị đấm nhũn hết cả người. Khát khôn các bạn. Kia thì xoài non rắn quá. Cùng vẫy lên, cùng vẫy lên anh Hùng Hùng Cam ấy. Ok em ơi. Vì đó thì xoài chín là đang bị đấm nhũn toàn thân rồi. Và các bạn có thể thấy rằng là với chỉ số cực kỳ cao từ vị trí của Tuyền Su. Ui. Cô gái mà đem tới 5 kill trận thi đấu này các bạn. Cô gái mà đang có cho mình 5 kill, tôi nhắc lại một lần nữa. Trong ván thi đấu này thì bên phía đội hình của trời ơi. Xoài chín này được. Thì chưa có quá nhiều điểm hạ gục. Thôi còn một, còn một. Còn một, còn một thôi. Còn một thôi. Gao Bạc. Gao Bạc. Gao Bạc. Chúc mừng Gao Bạc. Đang liên tục phải nằm xuống. Hay quá em ơi. Gánh ghét em ơi. Trong những tình huống như này, đây là điểm đặc biệt dành cho Gao Bạc mọi người. Rất hay đến từ vị trí của Gao Bạc. Hả? Đây, đừng nhấp em, đây. Ủa gì hả? Chết, tại giờ nhấp khí thế luôn. Đây, không nhấp. À, ok, đi đúng không? Đè, ke vào cái tâm của nó xong, đấm thôi. À, ok. Từ nãy giờ cứ nhấp, đủ má. Ok, giờ mới biết. Tôi rất khoái cái bộ đồ này. Là bộ đồ này màu bạc. Đi từ dưới dốc lên á. Khoan, vô chung á, đừng có vô lại. Này đập thằng lẻ này trước này. Hùng Kinh nên ra nó dụ ấy. Nó dụ á, sao mà đi đi. Không, nó đi lẻ rồi. Đi lẻ rồi. Nó đang dụ xuống. Mình xuống à? Các bạn vừa bảo nó dụ mình xuống. Mình đứng làm sao mình cao hơn nó là dễ vào đầu hơn. Mà chưa có tạo nên bo thu nó cũng phải chạy lên à. Trong cái trận thi đấu lần này, ở phía bên kia thì Blue đã phải bỏ chạy bởi vì đã mất đi cho mình đâu đó là 50 máu. Chúng ta có thể nhìn thấy những thành viên của team xoài non, họ đang cắm cờ thể hiện được cái sức yếu thế của họ. Anh đang kè cái đầu ra kia, không hề kém cạnh. Vâng, đang đứng quẩy đến từ vị trí của Minao và Hùng Cam. Bật cờ thì có đấy, mặc váy mà. Hai rồi. Hơi lộ liễu. Vô anh em. Rồi. Xoài non với chúng tôi này, xoài cứng với chúng tôi này. Chạy bo đi, chạy đi. Có chuyện nó giúp mình ra bo nhá. Đây là những cái tình huống mà tôi đang chờ đợi đến rồi cái map này. Team xanh chín. Map này mình cứ đuổi một lát có dừng chân lại. Lên trên lỡ đâu đó là điểm hạ gục còn dành cho nữa. Đó là Gao Bạc TV. Uầy, Gao Bạc TV có tâm tới cho mình nó là 7 kill rồi. Chơi cái này sẽ làm được. Theo hệ tâm linh. Chúng ta sẽ làm được. Yên tâm đi mọi người ơi, vui vẻ lên. Yeah. Đấm nữa anh em ra đổi kỹ năng nhá. Alok với cả ấy nhá. Alok với cả Capella nhá, hồi máu cho game. Bấm giờ. Xuống là hai cụ đi chân lạnh toát luôn. Bên này cũng xuống dưới. Dưới này. Vâng, các bạn ơi, chúng ta sẽ đến với round thi đấu thứ tư. Vâng, đây là round thi đấu thứ 7. Kèo thi đấu cuối cùng. Đừng có lên cao quá, đừng lên cao quá. Từ từ. Nếu đội hình của các thành viên xoài chín được nó đã. Thì sẽ có trận thi đấu căng hơn trong những kèo sau. Dường như là chúng ta nhìn thấy những cái tỷ số sát nút nhau từ cái trận thi đấu thứ nhất. Ôi hay em ơi, hay quá em ơi. Còn một thôi. Còn một nữa thôi. Trời ơi. Như nào? Đứng nhảy. Kê đầu hết. Cái chiến thắng dành cho đội tuyển xoài xanh chín. Cháy đi rồi. Gao Bạc hay quá em ơi. Minao hay em ơi. Anh em hay quá, mọi người hay quá. Yếu tố tâm linh vào, tôi nghĩ là giao đổi kỹ năng đi mọi người. Giao đổi kỹ năng nhá. Xoài non đấy phải ra đổi cho bình combo màu xanh. Như người ta đổi phòng hay gì á. Và còn Hùng Kinh với người ta thoát phòng à. Thay thêm một combo màu vàng. Chắc mang hộ kỳ quá. Và không. Giờ mới lao vào như Gao Bạc, gần chuẩn giờ rồi. Hộ kỳ chơi. Hai tay mỗi tay một quyền đi hai người luôn, đẳng cấp rất đẳng cấp đến từ Gao Bạc, một pha hành tinh cực tốt.
anh cầm Capella, anh cầm Alok nha. Ở trong cái trận thi đấu cuối cùng ở Ravio cuối cùng vừa qua. Cô Ngân giúp anh tạo phòng nha, cô Ngân. Của Cao Bạc và Mina cũng đã tạo nên Capella đâu rồi. Đây rồi. Ok ok. Sự điểm số dẫn trước để có thể là lấy lợi thế dành cho team. Và rồi và xin chúc mừng cho đội tuyển xanh chín. Họ đã có một điểm đầu tiên trong cái. Anh em ơi, thấy chưa, chơi được. Chờ rằng ở trận thi đấu thứ 3 của chúng ta. Được gánh rồi, đội hay quá, được gánh rồi. Sự hào hứng hơn nữa để có thể là cho tất cả các bạn trong buổi sóng live có những sự là phấn kích hơn nữa trong round thi đấu tiếp theo này. Là nếu mà trong cặp thi đấu này mà các thành viên của xanh chín mà thắng thì khả năng là sẽ gáy thả ga. Mấy thanh niên đội xanh cứ nhảy mình ngồi mình ke đầu hết. Chưa ăn được. Okay, bên ban tổ chức nhắc là anh em mình không thoát vòng được, vào đi. Phải giúp thôi. Đây đây vào mọi người. Mời. Tới với round thi đấu thứ 3 thì Mi nào này. Nghĩ rằng là đội hình của Cao Bạc sẽ có chiến thuật cụ thể rồi. Phóng em còn trên Facebook ấy. Sẽ không thể nào khinh địch được nữa tại vì Mi nào không được ép vào. Thành viên của đội hình xanh chín thì đều có khả năng đấm tốt, tôi đánh giá là đều có khả năng đấm tốt, đặc biệt là Gao Vàng còn có khả năng là cân hai. Ủa sao anh? Vị trí của Lưu Trung ở trong đội hình xanh không thì anh em vào lại phòng lúc đấy đi. Tiên của trận đầu thì họ có những pha, có pha là một bát là 1 2 3 4 6 7 8 9 bỏ 5 nhá. Vượt kèo thì bây giờ tầm này cũng không thể nào khinh địch nữa. Bỏ năm. Tiên thì Lưu Trung cũng có sự những cái sự thể hiện rất tốt. Tên đội là X9. Trung lại chưa có những sự nổi bật. X9 nhá. Tôi đang rất trông chờ vào đến từ vị trí của Gao Bạc TV. Anh chàng này ở trận thi đấu thứ 2 đã thể hiện cực kỳ tốt rồi. Thế nên là trận thi đấu thì anh em mình vào bật mẹ hết ấy lên. Một lần nữa tôi rất bật hết là lốc lên. Sổ cùng với những người chơi hết. Đó là Mina, đó là anh Hùng Kinh, đó là Conagon TV sẽ có những cái sự thể hiện hết sức mình trong trận thi đấu thứ 3 lần này. Vâng, mặc dù là bên phía đội hình của xanh chín là có Hùng Kinh là một trong bình luận viên trong đội của chúng tôi. Nhưng mà tôi không thiên vị đâu, đội nào đấm hay cũng hết. Đặc biệt là những cái đội mà cả tốt, đấu hại. Tôi khuyên rằng là hai đội tuyển nên mang thêm một số hành động như là cứa cổ, một số hành động như là chống đẩy một tay đấy, hoặc là những hành động mà chống hai tay đấm nữa trân trọng lên trời đấy. Đấm hết ba ván à. Tất cả ở trong cái bộ môn đấu hại này. Một đều. Vứt súng đi nhanh. Nhất dương chỉ hoặc là thiết quyền đi cho đội bạn mỗi cái bà. Này mua thêm nấm cho một người này. Mua thêm nấm cho mọi người này. Bước vào ván thi đấu tiếp theo anh em. Đây ngoài này cho rộng. Cứ nói trong bài ăn thôi. Thì anh em mình cứ bật Alok về Capella lên là đấm thôi. Hy vọng chết vào trận thi đấu này sẽ là một trận thi đấu đầy người nhất ở trong cái 3 trận thi đấu. Chào các bạn. Hai trận thi đấu đã diễn ra. Ôi. Và đây là vị trí của anh Hùng Ca. Cùng cam anh đang rồi gục hai di chuyển gần hơn so với những người đấu. Ôi rồi chúng ta đang có thể nhìn thấy những tình huống liên tục được diễn ra nhưng mà chưa có những trời ôi 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 người ta bắt bài rồi, người ta bắt bài rồi, nhưng mà đó là bắt bài rồi. Một người phải cầm vũ khí chạy cho nó rất nhanh chóng. Đó là đội tuyển xanh chín với tập loạn hết cả lên kỳ tốt đến từ Mina và Gao Bạc TV. Họ đã có cho mình một điểm số đầu tiên trong round thi đấu thứ nhất. Vâng, các bạn có thể thấy được rằng là chia đôi lượng điểm hạ gục đến từ những Gao Bạc và Mina. Tớ đi ra tít ngoài giải thế giới, bọn nó còn bảo tớ cầm trong kèo thi đấu này không để đấm. Hiện tại bây giờ điểm số tổng đang là 1-1. Đội tuyển nào chạm gì sẽ gì với cậu Việt Nam. Thành viên đến từ đội hình của xanh chín đã có một ý cứ Capella bật Alok lên thì có mà tôi chưa thấy sự thay đổi về các cậu chạy vào mắt chú và Hùng Kinh. Đâu rồi. Khả năng là nếu mà đã hợp phong thủy rồi thì không nhất thiết là phải thay đổi đâu. Phía đội bạn em biết gì em có sự thay đổi gì hay không. Nó kè mình trước rồi. Vâng, cái round thi đấu này thì cũng mới chỉ là Nào như nào. Bắt buộc con ơi. Xin lỗi, đó là trận thi đấu này sẽ là trận thi đấu mà để có thể là biết chết, xem chết, là chết, ai đấm hay luôn đấy. Trước rồi. Trời ơi, cũng em mình bị hụt rồi. Biết con mộ. Ai sẽ có người là người được. Chung kết. Ê! Hay quá. Bắt bài rồi. Và tôi nhìn thấy bắt bài. Các bạn và Hùng mình để tập đầu bị hụt rồi. Bây giờ phía bên kia chỉ còn một mình đó là Jerry mà thôi. Liệu là mày Jerry anh em không? Tay rất không to. Thể rồi, đó là điểm dứt điểm của công dân. Đội mình tay to liền. Một điểm hạ gục đầu tiên. Rồi, cứ bật Alok, mình kể cả chết mình cứ bật Alok cho xuống thì anh em hồi máu đến chết luôn. Một hàng dọc. Si. Một phát hai người các bạn. Tớ mất ngộ không rồi nhá, giờ tớ ra tớ đấm vào đầu kiếm lại ngộ không này. Alok hồi là còn nhanh nữa chứ. Vừa vào cái ván đấu mà hồi luôn này. Hồi đã cộng thêm cho Mina đến 3 kill hạ gục. Và bây giờ thì chắc là đang là sau bên kia chắc mang ngủ không chưa có mạng nó sao bên kia lại học theo xuống cả và cũng không có mạng hỗ trợ rất say mà không được thoát phòng. Bây giờ không được thoát phòng xanh non hay nhắc lần bên kia lại nhắc lần cuối là không được thoát phòng rồi.
Tôi. Có lẽ là căng với mọi người thôi, chứ tôi chưa thấy căng đối với anh Hùng. Chưa có điểm hạ gục nào trong thi đấu lần này cả. Phía bên kia, họ chưa, mặc dù chưa có những điểm hạ gục đầu tiên, nhưng mà tôi thấy là họ cũng còn có những cái sự... Ôi, còn một thôi! Còn một thôi! À, những cái sự thay đổi từ vị trí của Hùng Kinh đây rồi. Một người đã phải ôm bụng dưới máu nữa rồi. Yếu lắm rồi. Ôi, trời! Anh Hùng Kinh. Không biết là liệu rằng sẽ có một cái kịch bản diễn tiếp diễn hay không đây. 3-0 hay không? Cái gì vậy ba? Chạy cái gì còn có một mình mà cứ chạy cái gì vậy ba? Khó dành cho Team Blue. Không thoát được đâu. Bây giờ sẽ là tình huống 1v3. Quyết định là không cứu cô Ngân. Mày, ôi trời ơi. Chạy đi. Ghê vậy mọi người. 3-0. 3-0, 4-0 rồi, 4-0 rồi. Sao mà chạy. 4-0 rồi. Ảo thuật. Và tỷ số đang là 3 trắng trong kèo thi đấu này. Và đừng nói với tôi tỷ số sẽ là 4 trắng trong trận thi đấu thứ 3. Một kèo thi đấu quá nhanh và rất say sưa. Xanh chín đang có một trận thi đấu rất khởi sắc. Các bạn có thể thấy được rằng là tầm này. Trời ơi, các bạn thấy chưa? Gáy đi còn gì nữa. Gáy đi. Dậy múa đi, sao không múa nữa? Chín đang thể hiện cái sự xanh chín. Sao không múa nữa? Múa đi, sao không múa nữa? Alo, bật đông. Cả những thành viên ở trong team. Múa đi, múa đi. Cái mọi người ít nhất là có một kill cho mình rồi. Lên mọi người. Đến từ vị trí của Mina. Một rồi. Một không. Cố lên. Yeah. Gáy đi, sao không gáy nữa? Gáy đi nào, đứng múa cho xem, múa đi. Múa đi. Múa đi. Thử sức tem kia đâu có mạnh thôi. Chấp sâu. Tem kia đâu đủ không rồi. Hợp theo rồi. Số tổng hiện tại bây giờ đang là 2-1 dành cho đội hình của Gao Ba. Và các thành viên của Xanh Non sẽ phải vất vả trong kèo thi đấu cuối cùng này đây. Vẫn thất vọng à? Vừa nhắc lại không cho ao phòng này. Rất nhiều, không có bất kỳ những cái kêu hạ gục nào quá. Vừa rồi, sự có thể nói gần như là thua trắng. Và đến kêu hạ gục cũng còn không thể nào vất vả được. Và ván thi đấu tiếp theo. Quẩy lên. Là một trong những ván thi đấu tốt hạ dành cho họ. Nếu mà họ thua nữa thì thôi, khả năng là đi luôn. Rồi anh em mình muốn lâu hơn anh em ạ. Như vậy rồi. Anh em mình hay hơn team kia rồi. Anh em mình hay hơn team kia rồi. Xanh chín họ lại giành chiến thắng. Trời ơi. Sẽ có cái tấm vé bước tiếp vào vòng chung kết. Quá trời kill rồi. Đối đầu ba trận thành 18 kill rồi. Mới. Còn nếu ở phía ở trận thi đấu tiếp theo, đội tuyển Xanh Non họ có một cái điểm số ghi điểm thì họ sẽ lại một lần nữa cân bằng với cái tỷ số đó là 2-2 và chúng ta sẽ bước tới với cái round trận thi đấu thứ 5 để biết xem ai sẽ là người có cái tấm vé bước tiếp vào vòng chung kết. Bài đấy. Gọi là bật lại với những cái gì mà team xanh non họ đã mắc phải ở trong cái round thi đấu vừa qua. Tôi đang hy vọng có rất nhiều đối với anh chàng Lưu Trung. Trận thi đấu thứ nhất anh chàng này thể hiện rất tốt, nhưng mà hai trận tiếp theo thì anh chàng này chưa có được. Đấm 3 ván đấy em. 3 hay 5 ván gì đấy mà. Điểm hiện tại thì hai. Mỗi ván này nữa mình thắng xanh non. Họ đã dẫn trước với điểm số là 1 điểm rồi. Chúng kết và đấm nhau nữa thì thôi. Tí ít nhất cũng phải có rao gì ấy, lựu đạn, lựu đục gì chứ, hoặc là lục chứ. What? Áo thật. Ra đường đi mọi người, ra đường cho nó rộng. Đừng có chui vào nhà, Chào mừng tất cả các bạn tới với ván thi đấu quan trọng dành cho đội hình của Xanh Non. Rồi, chết một. Ghê vậy? Sẽ là đội tuyển bước tiếp vòng trong. Từ đấy, anh Hùng ơi. Đang lùi ra chỗ công ngân các bạn đây, Ok. Trời ơi. Quyền dù lao vào đấm nhưng ngay lập tức có người chơi phải nằm xuống cao ba. Ba quyền rất hay. Hùng Kinh đang đối đầu với vị trí quyền dù. Yếu rồi. Đang biến thành con không. Đấm mình. Anh yếu rồi. Ok. Anh lấy một không. Chỉ là một cô gái thôi nhưng mà. Ok. Thể hiện những cái chạy. Chủ Lưu Trung cũng đã có điểm hạ gục. Không sao. Đã có những tình huống đấm nóc. Ủa, Thánh Nhiên bị lag kìa. Khi nào đấm nóc Lưu Trung? Mày nó tốc biến đi đâu ấy? Đó là Team Blue rồi, khó mà có thể. Thanh niên bị lag nó tốc biến phát không thấy nó đâu luôn. Thôi anh em mình cứ đứng đây thôi, đứng tâm bo thôi, thắng rồi. Đủ cho mình là 4 người. Tâm bo thắng. Ít nhất cũng có cho mình là thanh niên tốc biến phát không thấy đâu. Nhà nó phải hơi khó thành. À, trốn trong nhà. Úi trời. Vâng và các bạn bây giờ chỉ còn một mình anh chàng Team Blue. Ui giời. Ôi cái gì đấy?
máu còn trời ơi trời ơi chắn rằng tỷ số sẽ là 1-0. Ôi trời ơi nó là kèo hiện cái gì ấy giờ sao lại thế để nó lật kèo rồi thôi hùng kinh khả năng cao quốc xe ấy anh bảo rồi đừng có vào nhà dễ bị ấy lắm mọi người mình, để ý anh có vào nhà mình quả đấy mình đứng ở tung tâm bo là chúng nó chết rồi mình quả đấy đứng ở tâm bo là chúng nó chết rồi. Ôi chứ hồi nãy bên kia chơi gì em đấm tay nữa hả? Phong cái danh hiệu đó là tay đấm thép dành cho thi đấu. Nãy bên kia là lựu đạn. Không quá bốc thăm đầu mình bốc thăm mà rồi mà bốn người phun thăm mình vào cái đấm tay đấy. Tình huống vừa rồi là một tình huống cực kỳ tốt đến từ vị trí của Thi Blue. Tôi đang rất trông chờ với những tình huống tiếp theo. Thi Blue sẽ thể hiện được những gì mà anh chàng này đang làm ở trong cái round đấu nhất vừa qua. Chúng ta đang có thể nhìn thấy những sự khởi sắc cực kỳ tốt đến từ vị trí của anh chàng Thi Blue cũng như là thành viên của team Xanh Non. Lên tưởng chừng như chỉ còn lại 1% cơ hội dành cho đội hình của Xanh Non, nhưng Thi Blue đã đấm nhũn quả xoài chín, thậm chí là đấm 5m trong pha vừa rồi. Nào đấm. Ôi binh em lên 4-500 rồi. Ơi vãi binh của em lên 4-500 rồi bị lát đầu xanh em đấm vỡ đầu rồi mà không thấy được gì. Ông ơi, ông ơi. Đi rồi. Ôi. Chào nãy 3-0 mình còn lật kèo được mà mấy cái này có là gì đâu. Đây là những gì mà tôi đã nói trước đó bởi vì là những thành viên của phía bên team. Đừng có xuống tinh thần anh em phải tăng tinh thần lên thì mới rồi. Mấy kèo đấm này nó tâm linh lắm. Phần tâm lý. Mấy kèo đấu này không phải do mình đâu, nó không phải do mình đâu. Anh còn cân 2 được thì phải hiểu kèo đấu này nó hờ lờ thế nào rồi. Không phải ai bị nốc cả. Chúng ta đang có nó tâm linh lắm. Sự mắc lỗi liên tục đến từ họ cần phải có những sự thay đổi, họ cần phải có những sự di chuyển hợp lý hơn và có một sự cover tốt hơn để có điểm hạ. Anh đi được lên cao, được lên cao quá. Rằng tôi nghĩ là đứng rộng rộng anh ơi, đứng rộng rộng á, nó không ăn được mình đâu, vào góc với là nó kè góc hết tụi anh hiểu không? Ê, một thằng này, đây. Họ sẽ phải đối đầu với... Mày đùa. Vào đây. Vào đây, đâu, ngồi đâu, đấm luôn. Thằng hai đấm rồi. Nào. Sao mà ăn được. Anh Hùng đứng bật alop, không hề mất máu luôn. Đúng rồi, bật alop mà. Anh em cầm alop với capella mà. Hồi máu như điên luôn. Cuối cùng thì Liễu Trùng cũng đã phải nằm xuống. Hồi máu. Ra vào liên tục. Hồi máu như điên luôn. Thế. Tôi thấy rằng ở bên phía đội hình xanh chín thì có Mina. Trời ơi. Tự tin nào anh em. Mới có 2-1 mà. Có ngầu khỉ rồi đấy. Mình đừng có chui vào nhà đấy mọi người. Chui vào nhà kiểu giống như hồi nãy nó lấy góc trước rồi nó cứ thế nó đấm thôi. Mình vào chạy vào bất lợi. Đây đây ra sân đi mọi người ơi. Ra sân đội người ta ra. Còn mà thích chơi đợi bo thì ok. Ôi trời ơi. Ra rồi. Vâng, đúng là như vậy rồi. Bên phía bên này thì Mina và Gà Bạc TV họ vẫn là. Ôi giời, một có một điểm. Gà Bạc TV thì có 2 điểm. Mọi người cố lên. Bên kia thì có Thi Blue vẫn là. Ai, cái gì đây? Cùng đầu nó ta. Tới thì round thi đấu chúng ta đang tới ở round. Sao thế ta? Không biết thì round thi đấu này ai sẽ giành chiến thắng đây. Chúng ta đang nhìn thấy những thành viên của team Xanh Chín họ liên tục phải nằm xuống và lại một lần nữa bên chúng ta bây giờ, có giờ thể này, nhìn họ thấy quyết tâm những thành viên của team Xanh Non họ có ghi thêm tiếp theo đó là một điểm thất thủ và nên là họ quyết tâm chiến thắng ở trong. Anh em mình không quyết tâm à? Anh em mình không quyết tâm à? Cô gái. Anh em mình là for fun đúng không? Bình thường chưa quyết tâm lắm. Số rất tay đó là 5-2-1. Thực sự là cố lên anh em ơi. Cố lên nào. Làm 2 làm 3 rồi còn đúng một cái nữa rồi, làm đốt đi. Chơi hồi Alok nhá, từ từ. Chơi hồi Alok nhá. Anh em đi từ từ thôi. Đúng rồi, đứng thủ đi. Đây là round thi đấu chốt hạ rồi. Thủ đi mọi người. Từ từ. Bọn nó có lôi mình ra cái bãi cỏ kìa. Vâng, bây giờ nếu chỉ cần mắc một sai lầm ở chỗ cái gì vậy? Mina làm gì đấy? Chúng ta đang có thể nhìn thấy đến từ vị trí của Jerry. Jerry đang múa rất nhiều. À, lại một lần nữa chúng ta đang có thể nhìn thấy những cái hành động được diễn ra đến từ vị trí của hai team hay không đây? Mấy thanh niên. Vâng, chắc chắn là múa. Cả khịa và hồi giờ. Chưa anh, hồi chưa? Hồi rồi. Chỉ cần đúng giờ ngọ thôi thì gào bạc sẽ lao vào. Cắm cờ. Mình lên trên đi. Xanh Non. Vâng, vị trí của Tuyền Su còn đang đứng ra nhảy. Bên trên này thì trời các mình có bị lag mạng không vậy? Họ đang chiếm cái lợi thế. Lâu lâu lại thấy TikTok biến thế này thì toang.
Ôi một rồi. Một rồi. Tiếp đi anh em. Ui. Trời ơi. Ôi một rồi. Ôi xong rồi. Chàng Cao Bạc đang là Cao Bạc cân ai? Các bạn cân ai? Có nhưng mà không quá nhiều. Ôi. Khó quá. Tí thì các bạn cân ai rồi. Sẽ có nghĩa là sẽ có một điểm số cân bằng ở trong trận này. Đúng là như vậy rồi. Điều 2 đều quá, kèo này căng đi. Còn sống thì gào bạc không thể nào đỡ được. Trời ơi, 1-5 sát thương. Thứ. Một kèo ghi đấu cực kỳ là căng dành cho đội hình của Xanh Non và Xanh Chín ở kịch bản. Khá là khác so với kèo thi đấu của chiều cũ và chiều mới. Chung kết. Em cố lên. Không sao hết. Các bạn có thể nhìn thấy những gì đuổi điểm nhau liên tục được diễn. Vui vẻ mà phó phán. Xanh Non và Xanh Chín. À, tôi đang hy vọng rất nhiều là trận thi đấu. Cố lên. Là một trận thi đấu cũng như là trận thi đấu cân kèo để có thể là cho chúng ta được thấy được một cái sự căng thẳng nhất định ở trong cái round thi đấu trận thi đấu thứ 5 lần này. À, các bạn có thể nhìn thấy từ cái trận thi đấu thứ nhất cho đến trận thi đấu thứ 4 vừa rồi. Này, bây giờ là anh em mình là hồi nãy là mình hụt ván đầu. Đó là 3-3 rồi. Mình bị gọi là tâm lý. Có những cái điểm số gọi là cách biệt này... để tới trận thi đấu thứ 5 lần này. Khô máu luôn. Chúng ta sẽ biết được xem ai là người lấy được tấm vé bước tiếp vào vòng chung kết để đối đầu với đội tuyển đó là đội tuyển siêu mới. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bước tới với trận thi đấu cuối cùng để tìm ra đội tuyển có cho mình tấm vé đi vào trận chung kết. Nào, lên rồi. Mọi người đợi tí, mọi người chạy nhanh chứ. Tất cả các bạn đến với trận thi đấu chốt hạ của hai đội hình Xanh Non và Xanh Chín. Ở đây đi. Và ở đầu bên này thì các thành viên đến từ đội hình của Xanh Chín sẽ có cho mình một khu vực lợi thế sân nhà. Đầu bên kia cũng đã bắt đầu chủ công đến từ các thành viên của Xanh Non. Và hai đội tuyển sẽ ra trận và cà khịa nhau là điều trước tiên họ cần phải làm. Cúp 1. Có lẽ là đây gọi là cái những cái thủ tục ở những thời điểm đầu game. À, Gao Bạc TV là người mở màn rồi. Vẫn là anh cứu được. Dễ. Rồi luôn. Gao Bạc TV mới mi nào. Ôi, hay Gao Bạc ơi. Hay. Thắng được nữa. Bọn tớ cứu xong rồi. Chắc chắn là rất khó dành cho Jerry rồi. Khi chỉ còn 4-0 nào, 4-0 nào. Dành cho Gao Bạc TV. 4-0 rồi, chốt kèo 4-0 lại. Cho những thành viên của 4-0 này. Họ đã có cái chiến thắng đầu tiên ở round thi đấu trận thi đấu thứ 5 lần này. 2 điểm dành cho Minao và 2 điểm. Cố lên anh em. Vâng, hai mỗi đội tuyển đều có hai nhân tố vô cùng quan trọng và không nên nằm xuống. Ở bên phía đội hình của Ngân mang hành động mang kỹ năng nhân vật gì? Trono. Ủa trời, mang Trono chi vậy? Từ lúc nãy ra đổi rồi. Đúng nó phết nào luôn á. Nó mới chạy ra phết chết luôn. Cho lên. Vâng, đúng là như vậy rồi. Nói lại một chút về cô Ngân thì những tình huống vừa rồi Nam Xuống vẫn chưa bị đập nha em. Nhưng mà tôi thấy là cô Ngân phù hợp rất kịp thời. Có những tình huống mà anh nào dài hành động với anh đang mải nhìn. Ôi, hai rồi. Cô Ngân cũng đã kịp thời lao lên. Cố lên anh Hùng ơi. À, ba rồi. Đúng rồi. Rồi hai biết nào. Vâng, và chúng ta đã bắt đầu thấy được cái sự thể hiện thực sự đến từ vị trí của anh Hùng Cam rồi. Chúng ta đang có thể nhìn thấy anh Hùng Cam và Gao Bạc TV là người có hai cái điểm số cao nhất tới thời điểm này, hiện tại trên bản đồ hiện giờ. Và liệu rằng anh Hùng Cam lại sẽ có những điểm số mọi người lùi lại. Tiếp theo hay không đây? Ra ngoài này. Là hai điểm số. Anh em mình cứ đứng gần nhau là không sợ đâu mà. Đó là Xanh Chín. Họ dẫn trước với 2 điểm rồi. Liệu rằng sẽ có một cái điểm số cách biệt đó là 3 điểm. Vào đây. Chơi kiểu chạy vòng vòng à. Các thành viên của Xanh Non cần phải cẩn thận trong kèo thi đấu. Vào đây. Cái thằng đứng nhìn này. Cái thằng sau này. Tôi đoán trước hết rồi. Chạy. Ôi. Chưa kịp bật đá lốc, Cứu. Ôi. Chưa kịp bật đá lốc. Đủ mà. Thành bụi cỏ.
Không sao, không sao. Mình phải chơi game, mình cho người ta gỡ. Ôi, cái 4-0 hoài, hết hồn. Ngồi xuống và đấm vào đầu rồi. Mình thua thì mình phải thua thật nhanh để không mất tinh thần, anh em hiểu không? Lại tiếc. Thua ảo thật đi. Thua thì phải thua thật nhanh, không là mất tinh thần. Mặc dù là chưa có nhiều kill hạ gục như Tuyền Sù, nhưng mà anh chàng này lại là người chủ chốt để tạo nên những cái điểm số khởi động cho team xanh chọn xanh non rồi. Chúng ta đang có thể nhìn thấy đó là một điểm đầu tiên trong trận thi đấu ngày hôm nay dành cho đội tuyển xanh non. Và tôi đang rất hy vọng vào những cái tình huống đuổi sát nút về điểm số để tạo nên những sự kịch tính hơn nữa. Qua bên này. Vâng, chỉ cần thì Blue còn sống ở trong đội hình của xanh non thì họ chơi còn hy vọng. Trong khi đó đầu lên chưa, lên chưa giữ được mì nào. Anh Hùng vẫn còn Alok đúng không? Còn hai người này cần phải sống được nào. Những nhân tố quan trọng không thể nằm xuống trong đội nào vô đây và buộc những người đồng đội cần phải cover tốt. Và khi mà các bạn trong đội hình của bạn nào người đội trưởng thì những người còn lại sẽ bị mất tinh thần rất nhiều. Tuyền Su đang nào ơi, đông rồi. Ui giời ơi, xong rồi. Tuyền Su chỉ muốn một pha thể luôn đấy. Bật Alok chạy cực kỳ nhanh, giờ lao vào giao tranh, nóc vị chiêu cô gần. Và người thứ hai sẽ là ai? Lên đấy. Và tiếp theo là các bạn. Mới hết là vầy. Mi nào quả này to lắm. Mi nào cân 4, Mi nào cân 4 em ơi, Mi nào cân 4. Vâng, đó là một tình huống đuổi điểm số sát nút. Và chúng ta đang có thể nhìn thấy một tình huống 4 người đuổi 1 đến từ vị trí của Minao. Kịch bản mà 3 lần rồi mà chúng ta lại một lần nữa. Bây giờ Minao sẽ phải xoay sở. Hai đều. Không sao, cố lên mọi người, cố lên gì đâu. Đang phải ôm bụng mò cua bắt ốc ở đây. Kèo này cân quá nhé. Thôi xong rồi. Kèo thi đấu. Biết anh ca nhưng mà nó ngồi không à. Không ấy được mọi người. Càng bắt. Em bụng ngồi. Xoài chín quả này là... Nó ngồi thì đừng cách nào đâu. Kèo này là một kèo thi đấu rất căng. Các bạn nên thi đấu chậm lại một chút. Khi nó vừa có cho mình một cái lợi thế 2-0 thì em tự tán để san bằng cách biệt. Tiếp theo tới với ra mọi người thi đấu ở khu vực thành. Mình có ngồi không? Hai đội tuyển này sẽ có hai lao à? Cho đội hình của Cao Bạc. Bi nào đâu rồi? Em rằng Cao Bạc sẽ có một chiến thuật gì mới cho các cái. Yên tâm biết. Thi đấu vô cùng quan trọng này. À, tôi đã thấy rằng là Hùng Kinh đã bỏ cái kỹ năng Alvaro ra ở trong round thi đấu này rồi. Đây là một trong những tín hiệu tốt và tỷ số đang hai đều, cơ hội vẫn đang là 50-50 cho hai đội tuyển. Đây, đâm. Và có lẽ là anh Hùng Cam biết là đây là trận thi đấu quyết định. Có một nữa này. Trận thi đấu nên... Oh yeah! Bản thân mình, chúng ta đang có thể nhìn thấy những tình huống đấm liên tục diễn ra. Một ván nữa thôi nhá, bình tĩnh nhá. Rao cuối rồi. Và liệu rằng Binao sẽ thể hiện được số lượng công kích của mình? Rao cuối rồi. Cực kỳ nhanh chóng và một sự thể hiện cực tốt đến từ vị trí của Minao. Rao cuối. Cặp thi đấu đến từ hai đội hình xanh non xanh chín kéo dài đến tận trận thi đấu thứ 5, trận thi đấu cuối cùng khi mà họ đã có một tỷ số hòa 2 đều trên bàn điểm tổng. À, một phát nữa thôi. Cố lên nào. Rao thi đấu cuối cùng này, đội hình của các thành viên Cao Bạc có thể giành được chiến thắng hay không? Hay họ sẽ để cho thành viên của xanh non có một kèo thi đấu gỡ hòa? Bây giờ Nào, bình tĩnh. Thì thực sự là qua đó, có thằng ngốc lực sau này. Đấm vào thằng sau. Thắng là thắng luôn. Còn để mà lật ngược kèo này thì thực sự rằng là đáng để dành cho đội hình của xanh non. Ôi, bỏ thôi. Đẩy tiếp. Là hai người chơi. Ôi, đông rồi anh. Còn một. Nào, Minao ơi, bình tĩnh. Minao. Chỉ cần một cái chiến thắng nữa thôi. Kìa. Xanh chín sẽ có cái tấm vé bước tiếp vào vòng chung kết. Nhưng mà dường như tôi nhìn thấy. Ai win nào? Các bạn ơi, ai win nào? Hay vào cái đầu của thì Blue mà thôi. Hết rồi. Vâng, và xin chúc mừng đội hình của Gao Bạc, Cô Ngân, Hùng Cam và Mi Nào đã giành chiến thắng, có cho mình tấm vé đi vào trong. Tất cả đã được bọn mình tính toán từ đầu rồi anh. Và Gao Bạc ngày hôm nay họ đã cháy hết mình ở trong cái trận. Quan trọng là giờ bốc thăm là gì nữa. Và có những cái điểm số cực kỳ sát nút. Không biết được. Cày qua, căng qua rồi. Đó là điểm số. Like và subscribe ngay vì nó miễn phí, free nhá.
Đón xem Hùng Cam livestream mỗi ngày tại buya.live/hungcam để nhận vô vàn những phần quà hấp dẫn lẫn những tràng cười mỗi ngày từ lúc 9 giờ sáng đến 12 giờ, 14 giờ tới 17 giờ hàng ngày nhá. Anh em nhớ ấn tham gia group cùng Hùng Cam bắn bot để nhận được thật nhiều gift code như hộp súng, trang phục mỗi tháng nhá. Và đừng quên đón xem Hùng Cam vào 9 giờ tối hàng ngày trên fanpage Hùng Cam nha.